chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Beauty. Một năm bận rộn và hối hả lại qua đi, không khí rộn ràng sắp sửa cuối năm, chuẩn bị Tết đến xuân về. Và DK không ngoài lệ, các chị em nỗ lực đến tân trang nhan sắc và thật happy khi DK luôn nhận được sự tính chọn của quý khách hàng sau cả năm dài miệt mài về công việc và lo toán của gia đình. Và để hòa chung không khí rộn ràng này, DK đã chuẩn bị rất nhiều phần quà hấp dẫn cho ngày vàng duy nhất vào thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022. Với cơ hội tham gia vòng quay may mắn, đến là chơi là chú. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng đến làm dịch vụ mới tại DK. Các phần quà hấp dẫn của chúng ta là hỗ trợ tiền mặt trị giá lên đến 1 triệu đồng, son dưỡng thần thánh Bioderma giúp cho đôi môi căng mọng mịn màng chỉ sau 15 phút, son DHC vừa dưỡng môi cực tốt vừa lên màu đẹp tự nhiên, kem tái tạo dành cho môi và lông mày giúp tái tạo và phục hồi vùng da, cùng rất nhiều hỗ trợ giảm giá siêu hấp dẫn. Chưa hết, chúng ta còn có cơ hội được tặng một buổi chăm sóc da cơ bản Aquasil trị giá 1 triệu 2, một buổi chăm sóc da chuyên sâu Growing Plus trị giá 3 triệu 6, và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác đang chờ đón các chị em. Và đừng quên, chương trình chỉ được áp dụng duy nhất cho khách hàng đăng ký đặt lịch vào ngày thứ tư, 28 tháng 12 năm 2022. Hãy nhanh tay đặt lịch ngay tại fanpage của DK Beauty hoặc số hotline 0912 310000. Ngày vàng đã sắp, gần lớp quà tặng quay là chú.